Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phunro TV. Xin gửi tới các bạn những thông tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 26 tháng 8 năm 2023. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh, nhấn hình quả chuông để nhận được thông báo về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phunro TV xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Giá cà phê hôm nay ngày 26 tháng 8 tăng giảm trái chiều trên thị trường thế giới. Giá cà phê trong nước đồng loạt tăng thêm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay tại sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 11 năm 2023 tăng thêm 31 USD trên tấn, với mức tăng là 1,29%, lên mức giao dịch là 2.437 USD trên tấn. Trong khi đó, ở kỳ hạn giao tháng 1 năm 2024, giá cà phê tăng thêm 24 USD trên tấn, với mức tăng là 1,03%, lên giao dịch ở mức là 2.349 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê ở kỳ hạn giao tháng 11 năm 2023 đạt mức 58.000 đồng 1 kg. Khối lượng giao dịch cà phê Robusta trong phiên vừa qua duy trì ở mức khá cao ở kỳ hạn giao tháng 11. Như vậy, giá cà phê Robusta kéo dài 5 phiên liên tiếp trong tuần. Trái ngược với sàn London, tại sàn New York ở Mỹ, giá cà phê Arabica đảo chiều giảm. Ở kỳ hạn giao tháng 12 năm 2023, giá cà phê giảm 1,15 cent, xuống mức giao dịch là 153,15 cent trên bao. Trong khi đó, kỳ hạn giao tháng 3 năm 2024, giá cà phê giảm đi 1 sen, xuống giao dịch ở mức là 154,3 sen trên bao. Các mức giảm nhẹ, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức khá cao ở kỳ hạn giao tháng 12. Thưa các bạn, giá cà phê hôm thứ Sáu ổn định ở mức trái chiều, trong đó cà phê Robusta đạt mức cao nhất trong một tuần. Sự phục hồi của chỉ số đồng đô la hôm thứ Sáu lên mức cao nhất trong 2 tháng rưỡi đã làm giảm giá cà phê Arabica. Tuy nhiên, dấu hiệu nguồn cung giảm đã nâng giá cà phê Robusta khi tồn kho cà phê Robusta do ICE giám sát hôm thứ Sáu giảm xuống mức thấp kỷ lục là 3.408 lô, tương đương là 34.080 tấn. Giá cà phê đang chịu áp lực trong 3 tuần qua với cà phê Arabica giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng rưỡi vào thứ Sáu tuần trước, do thời tiết thuận lợi ở Brazil đã thúc đẩy vụ thu hoạch cà phê của nước này, thúc đẩy nguồn cung tăng và làm giảm giá. Thưa các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá cà phê đồng loạt tăng 500 đến 600 đồng trên 1 kg. Sáng nay, giá cà phê thu mua trong khoảng 66.500 đồng tới 68.300 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc thu mua quanh mức giá là 66.500 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Di Linh, mức giá là 66.400 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cơ Mờ Ga, sáng nay thu mua quanh mức giá là 68.200 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 68.000 đồng và 68.100 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Krai thu mua quanh mức giá là 67.700 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Chư Prông, ghi nhận quanh mức là 67.600 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, tại thành phố Gia Nghĩa, sáng nay thu mua quanh mức giá là 68.000 đồng 1 kg. Và ở khu vực huyện Đắk Lấp, giá cà phê là 67.900 đồng 1 kg. Tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, sáng nay thu mua quanh mức giá là 67.800 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đồng Nai ghi nhận ở mức là 68.100 đồng 1 kg và tại khu vực tỉnh Bình Dương, mức giá là 68.300 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê được giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận quanh mức 68.400 đồng 1 kg. Còn trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các công ty và đại lý thu mua quanh mức giá là 66.500 đồng tới 68.000 đồng 1 kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá cà phê sáng nay trên kênh Phunro TV của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới nhiều niềm vui. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.